Xin chào các bạn đến với buổi livestream trực tiếp của bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một ca phẫu thuật nâng ngực. Chị khách hàng này, đây là hình ảnh trước khi phẫu thuật của chị khách hàng. Chị đã đến tìm đến với bệnh viện với trường hợp ngực nhỏ, mô tuyến mỏng. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được hình ảnh trước khi phẫu thuật của chị ấy. Như các bạn đã thấy, mô tuyến của chị mỏng, khe ngực hầu như là không có, độ nhô của ngực rất là ít. Giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích sâu về trường hợp ngực của chị ấy. Thì đây, chúng tôi ở bệnh viện MCAT khi tư vấn, chúng ta sẽ được tư vấn trực tiếp trên máy Vectra 3D. Đây là công nghệ của máy. Từ máy này có thể phân tích được trực tiếp tình trạng của khách hàng trước khi nâng ngực. Chúng ta sẽ đo được khoảng cách từ hõm xương ước tính đầu ngực để đánh giá độ rơi sẹo ngực. Thì ở đây ngực của chị này khoảng cách là 18,9cm thì ngực của chị không có rơi sẹo. Tiếp đến sẽ phân tích khe ngực, khoảng cách giữa hai khe ngực theo tỷ lệ chuẩn trên thế giới sẽ là 0,6-0,8cm. Thì hiện tại khe ngực của chị khá xa, đang không có đạt tỷ lệ chuẩn. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn size túi dựa theo kích thước khung xương lồng ngực hai bên của khách hàng. Thì ở đây kích thước khung xương lồng ngực của chị một bên là 12.2, một bên là 13, đang không có sự đồng đều. Từ đó bác sĩ sẽ phân tích được cái khoảng cách size túi cần thiết vừa với khung xương lồng ngực và trở lại cho chúng ta một khe ngực chuẩn. Chị khách hàng này sau khi nâng ngực 3 tháng hiện tại thì chị rất là hài lòng với kết quả. Giờ chúng ta cùng nghe chia sẻ của chị đấy nhé. Xin chào chị, thì sau khi nâng ngực xong thì lúc làm xong thì chị có cảm giác như thế nào ạ? Xin chào mọi người. Mình xin chia sẻ là cái lúc mà mình tỉnh dậy đi ha. Lúc mình tỉnh dậy thì mình không có cảm giác gì hết, mình như là bình thường, không có chuyện xảy ra hết. Rồi sau đó thì mình đòi về phòng, đòi cầm điện thoại và mình gọi ngay cho mấy đứa bạn thân của mình để mình nói là trời ơi, như chưa làm cái gì đó. Nhưng mà thực ra thì sau đó thì khoảng 5 giờ chiều á, có thể là cái thuốc có tan hết thì mình bắt đầu thấy là nó sẽ hơi ê ê, nhưng mà chỉ là ê thôi, miễn sao là mình đều có hoạt động mạnh rồi. Thì hiện tại á, thì sau kết quả sau khi nâng ngực 3 tháng rồi thì chị có cảm thấy hài lòng với lúc nâng ngực của mình hiện tại không? Rất là hài lòng luôn. Thì ngực của mình á, thì khi sờ chạm vào thì chị có cảm thấy được độ tự nhiên mềm mại cũng như là kích thước hình dáng, mình có hài lòng. Tới bây giờ á, là 3 tháng rồi thì rất là ok. Như các bạn thấy là chị rất là hài lòng về cái hình dáng cũng như kích thước ngực của mình. Thông qua cái máy Vectra 3D này thì chúng tôi sẽ có thể chọn được cho bạn cái size ngực phù hợp, cũng như mình có thể nhìn thấy được kết quả sau khi nâng ngực. Từ đó chúng ta có thể lựa chọn size túi phù hợp và như mong muốn. Thì trước khi nâng ngực đó thì chị cảm thấy có cảm thấy không thoải mái với bộ ngực của mình hay có sự tự tin gì không? Chị có thể chia sẻ cho bên em không? Thực ra thì là mình rất là muốn được mặc đồ hở hang một xíu. Mình rất là thích mặc bikini tại vì là bản thân mình thì cũng may mắn là phần eo và phần mông rất là đẹp rồi, nhưng mà chỉ có phần ngực của mình là hơi nhỏ, cho nên mình rất là tự tin luôn. Thì qua đây thì chị có muốn gửi lời chia sẻ hay là gửi gắm thông tin thì đến các bạn mà muốn nâng ngực nhưng mà chưa đủ can đảm không? Nếu mà các bạn sợ đau thì thực sự là không có đâu. Nếu các bạn tìm được một địa chỉ mà uy tín là một, hai, và thứ hai là bác sĩ phải kinh nghiệm lâu năm là ok, không có đau và không có gì phải sợ hết. Sau đó là mình phải chịu khó chăm sóc khoảng 1 tháng đầu thôi là ok, sau 1 tháng mà khỏe ra. Dạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của chị với bệnh viện. Xin cảm ơn các bạn đã coi lại buổi livestream của bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ trực tiếp inbox vào page của bệnh viện thẩm mỹ MCAT hoặc page bác sĩ Kim để được tư vấn nhân viên chúng tôi tư vấn trực tiếp, hoặc liên hệ qua số hotline để được gọi tư vấn trực tiếp miễn phí, đặt lịch tư vấn trực tiếp với bác sĩ Kim, cũng như trải nghiệm công nghệ Vectra 3D đo mô phỏng size túi trước và sau khi nâng ngực để chúng ta có thể lựa chọn một cái size túi ngực phù hợp cũng như mong muốn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream, hẹn gặp lại lần sau.